Đây. Ui. À, sao lại ngồi trên này thì dòng không phải chị? Ai thì dòng đây? Hả? Trời ơi. Sao thì dòng này? Sao không bảo chị? Hả? Sao nay để cấy hết quần áo thì dòng này? Mất quần áo đâu rồi? Hả Bi? Bi mất quần áo đâu rồi? Là sao không được tì dòng này đâu nhá. Đi chị. Đi thay quần áo khác cho. Đi. Nhé, yeah, đi rửa không thay quần áo khác ra. Nè, đi vào quần áo nhé. Anh vào lấy quần áo thay cho đi nhé. bằng phím thôi nhé. Ok, xong rồi, mặc quần nhé. Nào, này chị mặc quần cho. Nè, rồi chị mặc áo cho. Mặc áo cho đi nhé. Nè, tay bên này nữa. Ok, xong rồi. Đứng dậy chị kéo áo cho. Xong rồi, đi trai rồi. À, chị bé. À, chị đi ngoài nhé, là xong không được tè vào máy đâu nhé. Đi tè vào bài chị nhé. Nhé. Được chưa? À, tại BB đấy. BB tè ra rồi kìa, bây giờ chị phải đi giặt đấy. Bây giờ chị phải đi dọn nhá. Nhá, cho chị dọn nhá. Dọn ca giường nhá. Đấy, bố BB này. Để xong được tè vào máy đâu nhá. Được chưa? Con sẽ đi tìm phải bảo chị nhé, không được cởi hết đầu ra đâu. Nhớ đi. Đi giặt ga rồi. Lấy ga đi giặt nhá. Tại BB đấy. Tê dầm. Này, nhìn thấy gì không? BB tê đấy.